Cua trai làm mất hình tượng. Tức là dịu như ngoài đời thì không như vậy. Không, ngoài đời em sang lắm. Ngoài đời em sang lắm. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Gương mặt Showbiz của Báo Thanh Niên. Chương trình được lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Và ngày hôm nay thì Quang Lộc sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một khách mời rất là xinh đẹp, dễ thương, đóng phim giỏi, hát cũng hay nữa và được rất là nhiều các bạn trẻ yêu mến. Đặc biệt là cô ấy đang xuất hiện ngoài rạp với bộ phim Vu Quy Đại Náo. Và người Quang Lộc muốn nhắc đến đó chính là diễn viên Diệu Nhi. Dạ, em xin cảm ơn anh. Diệu Nhi xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngày anh hôm... tân em quá rồi một hồi nữa. Khán giả sẽ kêu em làm này làm kia bảo đảm luôn. Đúng rồi, đó cũng chính là điều mà Quang Lộc muốn. Cho nên là Quang Lộc phải nói trước. Các bạn khán giả ơi, các bạn hãy nhớ comment thật nhiều những cái yêu cầu hoặc những câu hỏi thắc mắc nào mà các bạn muốn dành cho Diệu Nhi vào phía dưới livestream này, và Quang Lộc sẽ hỏi ngay nhân vật của chúng ta nha. Và các bạn cũng đừng quên thả tim cũng như share livestream này thật nhiều để có đông đảo khán giả hơn vào và chia sẻ cũng như là giao lưu cùng với chúng ta. Và chắc hẳn là cũng nhờ Diệu Nhi sẽ chia sẻ chương trình của chúng ta ngày hôm nay về fanpage của Đúng Diệu rồi, Nhi. Rồi em cũng sẽ chia sẻ về và kêu gọi mọi người hãy share livestream này, bởi vì buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện và đặc biệt là để quảng bá cho bộ phim Điện ảnh Vu Quy Đại Náo của Diệu Nhi ở ngoài rạp, cho nên mọi người hãy share thông tin cho mọi người cùng đi xem phim Vu Quy Đại Náo nha. Yeah. Rồi. Mọi người nhớ nha, hãy thả tim thật nhiều cũng như là có bất kỳ yêu cầu hay thắc mắc nào cũng có thể comment ngay bên dưới. Thắc mắc thôi, đừng yêu cầu. Chắc hẳn là sẽ nếu mà khán giả không yêu cầu thì chương trình cũng có những sẵn những yêu cầu, những thử thách dành cho khách mời của chúng ta rồi. Nhi nè. Dạ. Em thích mặt trăng hay mặt trời? Em hả? Em thích mặt trăng, còn anh? Anh thích em. Đây chính là một cái phân đoạn trong bộ phim Vu Quy Đại Náo được rất là nhiều các bạn yêu thích, và mấy ngày nay là có thể thấy là trên Facebook đầy rẫy những cái status như vậy. Thì cảm giác của Nhi như thế nào? Dạ thật ra thì em rất là vui, bởi vì thật ra những cái câu đó em cũng sưu tầm rồi nghiên cứu ở trên mạng thôi, cho nên em nghĩ là khi mà em sử dụng những cái câu đó vào cái bộ phim á thì em nghĩ là mọi người cũng đã nghe trước đó rồi, nhưng mà em không nghĩ là lại có cái hiệu ứng như vậy và mọi người lại rất là nhớ những cái câu thả thính đó của em. Thì điều đó làm cho em cảm thấy rất là vui, bởi vì không uổng công mình thức khuya trắng đêm lên trên mạng tìm là một chuyện nha anh, rồi xong rồi mình phải suy nghĩ rồi nhiều lắm, chọn lọc rất nữa, là đúng nhiều không? Rồi chọn lọc rồi đưa vô cái cảnh nào nó phải phù hợp mới không, chứ không có được đưa vô một cách vô tội vạ, không thôi nó sẽ bị vui gì. Nhưng mà anh xin lỗi một chút, như vậy là những cái câu đó là em góp ý với biên kịch đưa vào hay là trong kịch bản? Dạ đúng rồi, em tự tìm xong rồi em góp ý với lại biên kịch cũng như là đạo diễn những cái buổi mà mọi người ngồi mọi người reading kịch bản với nhau á. Wow, hèn chi là cô nàng nói rất là tự nhiên, rất là nhập tâm và được khán giả rất là thích. Vậy thì ở ngoài đời Diệu Nhi đã từng sử dụng những cái câu thả thính như vậy bao giờ chưa? Trời đất ơi, bởi vì em kể cho anh nghe là em phải lên mạng em thức khuya em tìm là anh biết em không bao giờ sử dụng rồi đó. Nếu mà em đã sử dụng rồi thì em đâu bao giờ em phải lên em tìm. Tức là em tìm chỉ để ứng dụng cho phim thôi. Dạ đúng rồi. Mà chưa có xài. Dạ chưa, cũng không cần thiết phải xài nữa. À, vậy thì nhân vật Hiền trong phim có điểm gì giống và điểm gì khác với Diệu Nhi ở ngoài đời? Nhân vật Hiền ở trong phim giống Diệu Nhi ở ngoài đời là tinh thần lạc quan tích cực nè. Và đặc biệt nữa là có cái tinh thần tự lập, không có bị ai ép buộc giống như là ông nội trong phim ép buộc Hiền lấy chồng gì đó, rất rất là tự lập. Còn điểm gì khác? Điểm khác là mê trai. Mê trai. Rồi thả thính bất chấp. Wow. Cua trai làm mất hình tượng. Tức là dịu như ngoài đời thì không như vậy. Không, ngoài đời em sang lắm. Nhưng mà anh xem rất là nhiều chương trình của em thì anh thấy hầu như là ai đẹp trai là Diệu Nhi cũng bắt đầu là tung chiêu liền. Thật ra những cái chương trình đó thì làm cho có sự tương tác với lại cái người đó với lại cho chương trình thêm vui, thêm sôi động thôi. Chứ thực ra tính cách em ngoài đời không ai mà thích là sẽ để trong lòng im lặng và từ từ sẽ cho người ta tự biết thôi. Người ta sẽ phải làm cho người ta cua mình chứ mình không có thả người ta đúng không? Đúng rồi. Và cũng có vẻ rất là tuyệt chiêu đấy.